Xin chào 500 anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ lại cùng anh em đi giới thiệu một con bàn phím mới đến từ hãng Tomato. Đây là một trong những hãng mà làm rất là nhiều cái thể loại tai nghe giá rẻ và nó có cấu hình khá là ngon. Như các bạn đã thấy đấy thì con bàn phím này nó khá là to và cồng kềnh. Vậy nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm gì mình sẽ cùng đi review ngay nhé. Ok, let's go. Các bàn phím này sẽ có thiết kế khá là vuông vắn, nhìn có vẻ như rất là cứng cáp. Về cái mặt trên của em này thì sẽ được làm hoàn toàn bằng một tấm kim loại rất là dày. Cho nên khi mình cầm lên thì cái cảm giác đầu tiên của nó sẽ là rất là nặng và rất là chắc tay. Ở giữa đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo Tomato. Các cái đèn báo thì sẽ được làm nhỏ xíu nằm ở phía trên này. Khá là hay vì như vậy nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích không gian. Và đồng thời nó sẽ cũng đỡ lóa mắt hơn khá là nhiều so với những cái bàn phím khác. Về layout của em này thì sẽ là layout chuẩn cho nên các bạn yên tâm có thể chơi được mọi thể loại keycap nhé. Đặc biệt hơn là con này được thiết kế tới 108 nút và nó sẽ có hỗ trợ thêm chúng ta 4 nút thao tác nhanh ở đây. Gồm có tăng nhỏ âm lượng, bật tắt âm lượng và bật calculator, tức là bật cái máy tính nhỏ lên đấy để mình tính toán trực tiếp. Khá là ngon so với những con bàn phím trong tầm giá thì hiếm có con nào mà có thiết kế như thế này. Và nó hơi giống hầu hết tất cả các cái con bàn phím cơ của tàu khác thì phông chữ của nó sẽ to và giúp cho led xuyên qua nhiều hơn. Cái cáp của em bàn phím này thì cũng là cái cáp ABS double shot như những con bàn phím cơ khác thôi. Đó, nó sẽ được làm hai lớp và giúp cho đèn led xuyên qua các ký tự phía trên này. Tuy nhiên thì cái cáp này có một cái điểm nổi bật, đó là những cái ký tự nhỏ ở phía dưới cũng được khắc double shot luôn, tức là nó cũng sẽ xuyên led kể cả những cái ký tự đặc biệt luôn. Ví dụ như cái này nó sẽ có cái chữ V trừ đây, nó cũng sẽ xuyên led luôn. Tốt hơn so với những cái bộ ABS, là những con bím tàu trước mà mình đã từng lấy. Hiện tại thì em này đang sử dụng đó là Green Switch Content. Thì cái switch này nó sẽ cũng có tiếng clicky như những là Blue Switch thôi, nó chỉ khác cái màu thôi và cái độ nặng của nó sẽ nặng hơn một chút so với Green. Nhưng mà chính vì vậy sẽ cho cái cảm giác bấm khá là chắc tay và cái độ lẩy của nó cũng khá là tốt nữa. Tí nữa mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng cũng như là hiệu năng của em này. Mặt sau của em này thì khá là đơn giản, không có gì nổi bật nhiều. Chúng ta sẽ có bốn cái cao su ở đây và cái chân này cũng có thể bật lên bật xuống được. Đặc biệt hơn là cái chân này nó được bọc bằng cao su luôn, bọc nguyên một lớp rất là dày, giúp cho cái đế này cho dù bật lên hay là bật xuống thì nó cũng đều chống trơn trượt được cho bàn phím, rất là hay. Ở sau thì chúng ta vẫn có cái logo Tomato cũng như là ký hiệu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đưa rãnh để gắn dây vào giúp cho phím nó sẽ đỡ cập kênh hơn. Đây, về như cái tay thì chúng ta có thể thấy đây nó có hai cái khớp nhỏ thì chúng ta cũng có thể gắn cái tay vào bằng cách ấn vào hai cái khớp này là được. Đấy, sau khi ấn vào hai cái khớp này thì các bạn đã thấy là cái kê tay vào rất là chắc chắn rồi và nó sẽ không bị rơi ra nữa. Riêng về cái cảm nhận của cái kê tay này thì nó vẫn hơi ngắn so với lại mình, tại vì cái tay của mình nó khá là dài cho nên mình khi mình kê lên thì nó vẫn hơi đuối. Nhưng mà nó cũng đủ để cho mình có cảm giác là tay nó đỡ mỏi hơn nhiều so với những cái thể loại không có kê tay. Ngoài ra thì em này còn có một tính năng khá là đặc biệt, đó là thay nóng switch. Nếu chúng ta có những chiếc nhẫu switch như thế này thì chúng ta có thể thay nóng một cách rất là dễ dàng. Đây. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái chân để cắm switch và lưu ý là đây là chân tròn cho nên là nó sẽ không phải là phù hợp với tất cả các loại switch khác nhé. Nếu mà các bạn muốn cắm loại switch khác thì các bạn phải lưu ý và có thể là các bạn phải mài nhỏ cái chân switch đi thì cắm mới vừa, nếu không thì sẽ dẫn tới tình trạng đó là bị cong chân. Nếu mà muốn chắc chắn thì các bạn nên mua luôn hoặc là liên hệ tới nhà phân phối để mình lấy những cái switch của chính con này mình thay vào, rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ lắp lại thử cho các bạn coi. Đó. Tiếp theo về dây của em này thì sẽ là dây bọc dù rất là chắc chắn và dày như thế này, các bạn nhìn đây, nó cực kỳ dày luôn và nó vẫn có cục chống nhiễu. Đó, dây sử dụng đầu USB bình thường thôi. Nói chung như vậy là khá là ổn rồi, vì với tầm giá dưới 700 ngàn thì khó mà kiếm được một con nào ngon như thế này.
Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần đó là hệ thống đèn LED để mình tắt bớt điện ở trong phòng đi nhé. Ok, sau khi mình đã khởi động chiếc bàn phím này lên thì các bạn đã thấy cái hệ thống đèn LED của nó sẽ là hệ thống đèn LED Rainbow và theo hàng như thế này, mỗi hàng nó sẽ có một màu riêng biệt. Và con này được trang bị khá là nhiều các cái chế độ khác nhau, tí nữa mình sẽ mở cho các bạn coi. Về cái đèn LED của em này thì mình thấy cái đèn LED của nó vừa đủ sáng thôi, không quá sáng như những cái bàn phím có LED tối, nhưng mà nó cũng không quá tối, đủ để chúng ta có thể nhìn thấy trong ban đêm và cũng khá là rực rỡ. Như mình đã nói về cái keycap của em này thì những cái ký tự ở phía dưới phần keycap thì nó cũng được khắc xuyên LED luôn, cho nên khi mình bật test lên thì những cái ký tự đó nó cũng sáng, giúp cho chúng ta có thể phân biệt được những cái chức năng đặc biệt mà những cái keycap của bàn phím khác thì không hỗ trợ. Đó là một trong những cái điểm nổi bật. Và bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa mới show cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED của em này, khá là nhiều chế độ và cũng rất chi là bắt mắt. Tuy nhiên thì có một cái điểm lưu ý đặc biệt là để tùy chỉnh các cái chế độ LED, tức là tùy chỉnh LED theo ý muốn của mình thì nó không phải là F1, F2, F4, F5 mà chúng ta phải ấn Fn cộng với lại nút đeo ở đây. Đó, thì nó sẽ ra các cái chế độ tùy chỉnh từng nút sáng tối theo ý thích của mình. Tuy nhiên thì để mà thay đổi theo ý thích thì chúng ta ấn thêm một tổ hợp nữa là Fn cộng với lại Home. Khi nào mà các đèn LED ở phía trên này nó nhấp nháy thì chúng ta có thể tùy chỉnh được. Đây. Đó. Sau khi ok rồi thì chúng ta lại ấn Fn cộng với lại nút Home một lần nữa để lưu lại. Vậy là chúng ta mới có một cái chế độ mà tùy chỉnh nút sáng tối theo ý thích của mình trong những cái chế độ mà phím đeo này nó cung cấp. Đó. Nếu mà cũng quay trở lại thì chúng ta ấn Fn cộng với Scroll, rất là đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ cùng test cái hiệu năng gõ của em này cũng như là cái tiếng gõ. Thì em này đang sử dụng đó là Green Switch như mình đã nói. Thì cái Green Switch này vẫn có tiếng click key và nghe tiếng click key của nó cũng khá là sướng tai đấy. Bây giờ mình sẽ cùng gõ cho các bạn xem nhé. Đó, như các bạn đã nghe thấy thì tiếng của nó kêu khá là to. Đây. Tiếng click key khá là rõ ràng. Các nút như là nút shift hay là enter thì đều có phát ra tiếng click key rất rõ. Tuy nhiên thì cái tiếng lọc sọc vẫn nghe rất lớn ở trong những cái nút dài như thế này. Cái tiếng lọc sọc như kiểu tiếng lò xo ấy. Đấy, nghe khá là chói tai. Đó, có lẽ đây là một trong những cái điểm yếu chết người của em này. Như vậy là mình đã vừa mới review sơ qua cho anh em về chiếc bàn phím Tomato S250. Với cái giá của nó là chưa đến 700 ngàn thì đây là một trong những con bàn phím mà mình đánh giá khá là cao. Và nó có được phân phối chính hãng tại Việt Nam nên sẽ có cái thời hạn bảo hành lên tới 12 tháng. Rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những cái ưu điểm và cũng như là nhược điểm của em này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái ưu điểm của em này, đó chính là cái thiết kế khá là chắc chắn, hầm hố. Rất là chắc tay, phải nói là cực kỳ cứng cáp luôn. Nó sẽ có tặng kèm một cái kê tay đủ để cho các bạn có thể kê tay lên và cho cái cảm giác đỡ mỏi tay hơn nhiều. Đồng thời là nó sẽ trang bị thêm những cái phím tắt như thế này để chúng ta có thể thao tác nhanh. Bề mặt của em này thì được phủ một lớp kim loại. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm không sợ giật nhé. Tại vì cái tấm kim loại này nó được sơn một cái lớp chống cháy, chống giật rất là dày. Khi mình sờ lên thì cảm giác rất là sần luôn đấy. Yên tâm nhé. Dây cáp thì được bọc dù chắc chắn. Nói chung về thiết kế hay là cái chất lượng build của em này thì không cần gì phải bàn. Về cái nhược điểm của em này thì có thể là do cái hệ thống đèn LED của nó không có được màu mè như cầm bàn phím RGB. Nhưng mà như thế là được rồi. Tại vì với giá thành 700 ngàn thì hiếm có con nào mà được trang bị LED RGB lắm. Ngoài ra thì những cái như là cái phần các cái nút dài đó, thì khi mình bấm thì vẫn còn nghe tiếng lọc sọc khá là lớn.
Và một cái vấn đề nữa là nó rất là nặng. Nếu như mà các bạn muốn một chiếc bàn phím gọn gàng, nhẹ thì có lẽ đây không phải là một cái option của các bạn rồi. Ok, các bạn nghĩ sao về một chiếc bàn phím cơ với tầm giá 700 ngàn mà trang bị đầy đủ như thế này? Nếu như các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.